nhiều các cái biểu tượng để chào mừng đại lễ Thiên Chúa Giáng Sinh. Xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đi một vòng, chúng ta cùng tham quan nhé. Đây cái khu vực phía cuối đây, các bạn thấy ở đây là cái trang trí rất nhiều các cái hình thức màu sắc rất là đẹp. Đây có rất nhiều các cái cây thông này. Đấy, đây là hình cây thông rất là đẹp. Xong tiếp tục đến có những cái hàng cây rất là tuyệt vời. Đây có hình cả như là những viên kim cương. Rất là đẹp luôn. Sân này rất là rộng. Đây có chữ lớp gì? Lớp là gì? Chữ lớp. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Ôi, đây view đây quá tuyệt vời luôn. Ấy đây có các cháu đang ngồi nó nó đi chơi, nó đang chào mọi người nha. Chào mọi người nha. Thì chào mọi người đúng không? Rất là đẹp. Rất là tuyệt vời luôn. Ơi. À quay, tất nhiên là máy quay ấy, máy gì? Ui ở đây quá tuyệt vời luôn. Rất là đẹp luôn. Trang trí như này cũng gọi là trang trí. Không khí Giáng Sinh rất là tuyệt vời. Đây, đây có hình hai cái trái tim. Quá tuyệt vời luôn. Ý, các bạn muốn có những cái view đẹp, muốn có những hình ảnh về Giáng Sinh thật đẹp thì mời quý các bạn chúng ta hãy đến với giáo xứ Trung Đồng nhé. Đây có trang trí một cái sân khấu, chắc là chương trình văn nghệ sẽ được tổ chức ở cái sân khấu nhỏ. Còn một khu nữa đây. Để trang trí rất nhiều những hình thức rất là đẹp. Đây còn có rất nhiều những cái trò chơi, nhà bóng, bánh, các thứ. Có cả những cái quán ăn để phục vụ. Đây, đây có cả quán ăn, có rất nhiều đồ ăn phục vụ cho các cháu đi thăm nhà em chơi cho chúng nó giống được không? Nó có tiền không? Không, chúng nó đóng em không, tao không phải không để mua đồ cho tao không thì khách quý tập trung rất đông. Chơi nói ăn đây có thể mua đồ ăn đồ uống ở đây, bán rất nhiều thứ. Giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng tiến vào phía bên trong để chúng ta cùng tham quan khu vực là phía cuối của nhà thờ giáo xứ Trung Đồng. Đây tượng đài Đức Mẹ có đài phun nước rất là lớn, nhưng mà khu này điện vẫn còn hơi tối, kiểu người ta cũng chưa bật hết điện cho nên nó cũng chưa được sáng lắm.
đây có khu này một công ty bóng điện, khu kia hơi tối. Và đèn điện đây trang trí rất là đẹp, rất nhiều đèn điện. Đây có những cái hang đá, có những cái quả núi rất là to. Cái sự hang đá là rất tuyệt vời. Đây trước hàng đá có cái đài phun nước rất là đẹp luôn. Ở trên đây có cây thông khá lớn. Đây có hai bên có cái đường đi lên, đài thảm đỏ rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Các cháu đang chơi trên này rất là đông. Đây có mấy tay ra đây nó nằm chơi đây. Bé, bán đi phải bán. Đúng rồi. Bà ơi, bà này không nhìn thấy cái gì cơ. Trời ơi. Đấy, đây có gia đình nhà này, có cả vợ chồng con cái đang chơi. Mọi đấy, gia đình nhà này có cả vợ chồng con cái đi chơi Noel này, hình ảnh rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời luôn. Ở bên đây có hàng lá, trong đây có cả chuột. Rất đẹp. Bạn chim. Bên đây có đường đi xuống. Rất đẹp luôn. Đường lên nó hơi dốc tí nhưng mà hình ảnh quá tuyệt vời luôn. Mẹ ơi! Mẹ! Ở khu vực dưới hàng đá thì người ta cũng trang trí. Trên kia là sân khấu, người ta đang tập duyệt các cái chương trình văn nghệ để chuẩn bị cho ngày lễ sinh viên đăng ký. Cái kia có một bản rất là lớn. Để sang ở đây mình quay để các bạn xem. Rất là lớn luôn. Đây mình sẽ đi vào trong mình quay chi tiết cho mọi người xem nhé. Đấy, hang đá này người ta cũng phải làm bằng những cái chính là những cái vỏ bao. Để tạo lên cái hàng đá rất là lớn, rất là đẹp. Đây có một cái đấy, có cái hình ảnh quá tuyệt vời luôn. Trên đỉnh núi rất là cao luôn. Dưới này người ta trang trí rất là nhiều cây, rất nhiều những núi đá, những cái hàng đá rất nhiều, rất là đẹp.
Để coi em không, em nằm đây em chơi, đây em chơi hang đá. Em khiếp rồi, em thấy quay em khiếp rồi. Giáo sư Trung Đồng rất là tuyệt vời.